Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết ký giả người Mexico bị sát hại tại tiểu bang Sinaloa. Giới chức trách Mexico vào thứ Hai 25 tháng 3 loan báo đã lại có thêm một ký giả bị sát hại tại tiểu bang Sinaloa đầy bạo động, trong bối cảnh ngày càng có nhiều người làm việc trong ngành báo chí qua đời vì các vụ bạo lực băng đảng ở địa phương. Phát ngôn nhân văn phòng công tố viên quốc gia cho biết chính phủ đang mở một cuộc điều tra tường tận để tìm hiểu động cơ của vụ án mạng nhắm mục tiêu vào ký giả Omar Ivan Camacho, người từng làm việc cho đài phát thanh Altavoz. Thi thể của nạn nhân đã được phát giác trên một xa lộ. Kể từ năm 2000 cho đến nay đã có ít nhất 124 phóng viên bị sát hại, khiến Mexico trở thành quốc gia nguy hiểm nhất đối với giới báo chí trên toàn cầu, theo báo cáo của cơ quan đấu tranh bảo vệ nhân quyền Article 19. Chỉ tính riêng trong 3 tháng qua, có hơn 6 ký giả đã bị mưu sát, bất chấp việc chính phủ đã thành lập nên chương trình bảo vệ nhà báo mang tên Mechanisms of Protection for Human Rights, Defenders and Journalists.